vợ bầu. Dạ. Làm điếu. Ôi ơi, chết. Cháu không biết hút thuốc lào đâu. Cháu ngửi thấy mùi cháu đã thấy kinh sợ rồi. Sao mà biết hút được. Mùi kinh lắm. Vợ vồ. Hay là bây giờ mày vào hút thay cô. Ui. Cô ngồi trong chỗ mày giả vờ quánh cơ. Ừ, bà trẻ thôi cô. Cháu có biết hút đâu. Mà cái này mùi ghê của sư được. Mày cất đi tao không hút được đâu. Con dâu. Dạ. Làm điếu. Vâng. Làm điếu. Máu quá. Khá quá. À đây nhá. Tôi bình thường nhà tôi thấy thế lá vổ nhà tôi này hay như thế này. Thế hút kiểu gì cơ? Hả? Cái này hút nào vui nhỉ? Này, người ta hút bằng mồm chứ ai hút bằng mắt đâu mà. Rồi, kê cái mồm vào, kê mồm vào. Vào đây. Đây, xong rồi cho cái này vào. Cho cái này vào đây này. Nào. Ôi, cái tử tử thôi. Sao? Rồi. Để tao hút, để tao hút. Không sao, chân vẫn còn nóng lắm, không vấn đề gì hết. Nếu mà đàn ông say thuốc lào trông mặt nó còn được. Thì trong này say thuốc lào trông này, trông có giống con sư tử biển không? Ôi. Về cơ bản mà nói, say thuốc lào ngã úp mặt xuống đất ấy, chắc chắn là chỉ có đi ngủ với run. Ôi. Thế này là còn may. Sao bố lại nói này thế? Cái này là còn may, không có Tết năm nay thì mất vui. Quá. Này, hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, người ta cười chết. Thôi, thế này, theo tôi thế này nhá. Thôi, cái hợp đồng ấy. Quỷ thế nào được? Đã chơi là phải chơi tới bến luôn. Nè, mình ấy, thôi mình nói với vợ bầu với lại bà trẻ hủy hợp đồng đi thôi. Quỷ là hủy thế nào? Ủa? Đang vui thì đứt dây đàn, không hủy. Chúng tôi là đang rất vui. Thôi được rồi, biết là rất vui rồi. Thế nhưng mà tôi đừng có cố đấm ăn xôi nữa. Nhìn thế này, nha. Ngày xưa các cụ đã nói rồi. Ngày xưa các cụ bảo thế nào nhỉ? Cơm. Ngày xưa là xưa phụ nữ rất khôn ngoan. Ngày nay phụ nữ trốn cơ quan, trốn luôn việc nhà. Đừng thấy tội. Tiền gì? Tiền cái xe này.
Chào anh chị. Chào các anh. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ôi may quá có các anh ở đây rồi. Không động chạm anh. Đây, thưa với anh, ông này đi ô tô không xi nhan, rẽ thế nào đâm một phát vào xe tôi, đổ kênh ra đây. Mà quan trọng hơn ấy là anh nhìn xem, xe ông ấy là xe chở hàng mà ông ấy tống một đống người lên trên kia kìa. Khổ quá, các anh để tôi trình bày đã. Xe tôi đang đi thì tự nhiên lại thấy anh để anh lượn lách đánh võng rồi anh ấy phi vào xe của tôi. Đúng rồi. Tôi xuống xe thì thấy anh ấy nồng nặc mùi rượu. Đúng đấy. Anh nồng nặc mùi xe của tôi thì chỉ có vợ chồng tôi với lại bố tôi đây thôi chứ có ai đâu mà anh ấy bảo là đông người. Ông em vu khống. Thì một đống người vừa nãy đứng ở đây đâu hết rồi. Đâu? Khổ quá. Đấy. Anh ấy say anh ấy nhìn một thành ba chứ làm gì có ai đâu. Thế gì đấy. Thôi, cũng may là chưa xảy ra thương vong gì. Thôi mời anh lên xe. Anh này cùng tôi về đồn làm việc. Rõ ràng một đống người cả. Nhà cháu đây. Nhà thì hơi bé một chút. Nhưng mà không sao, đằng nào chả thế. Cụ này với ông bà với các cháu được cứ ngủ ở trên giường cho thoải mái. Vợ chồng cháu ngủ dưới gầm giường cũng được. Ôi chú, ai làm thế? Cháu xin phép cả nhà. Hôm nay cháu lại phải đi họp gấp nên là không ở nhà tiếp chuyện cả nhà được. Dạ, cả nhà thông cảm cho cháu ạ. Có việc thì cứ đi đi. Dạ. Nhà, đưa chìa khóa ô tô cho em. Này, mình đi luôn à? Em đi luôn. Dạ, cháu xin phép cả nhà. Cháu chào cô ạ. Nhà, nhà chịu khó ở nhà, cơm nước cho cả nhà. Em đi nhà nhá. Hôm nay cứ lúng túng nhà nhà nhiều thế nhỉ? Được chứ, phải cơm nước, cơm mỗi đứa làm một bánh. Ê, mọi người, khổ quá, đây không phải là bánh. Đây là thuốc dành cho đàn ông. Đó là thuốc gì? Khổ quá, cái này nó là sản phẩm hầu biển Đa Phu Ca. Vợ chồng cháu hiếm muộn nên là phải dùng cái này. Thế cứ cụ uống được. Ồ hay nhỉ, cụ uống thì cũng mà loạn cả họ lên được. Thế mà phải đi cầm nước đi. Vâng, thế mọi người cứ uống nước nhá. Được không? Vâng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thằng nào lại đi đổ dầu vào nước làm váng hết cả nước lên thế này. Này. Mày để cụ uống váng dầu à? Khổ quá, cái nước này thì là ở bình lọc, còn nước kia thì ngoài nước máy nó mới có váng dầu. Anh lắm rồi. Nước ở quê có cần lọc đâu. Anh bầu nhà em toàn vo gạo sông, chả sao. Thế nhắc đến thằng bầu mới nhớ. Từ lúc nãy giờ ta chả thấy thằng bầu đâu cả. Thế đâu nhỉ? Bầu ơi. Chắc ở trong nhà vệ sinh. Bầu ơi. Bầu. Ôi trời ơi. Bầu ơi. Làm gì có chú bầu trong đấy. Có mỗi mình con trong nhà vệ sinh thôi. Thằng bầu đâu? Cô hỏi con thì con biết hỏi ai à? Chết rồi. Thế con để quên thằng bầu ở trên ô tô rồi. Chết rồi. Ô tô thì vợ con đây vừa lấy chìa khóa nó đi. Tiền sư mày. Là con người chứ phải con vật đâu mà mày quên trên xe. Ui giời ơi, mày làm việc tắc trách thế. Mất một suất đinh trong họ thì mày chết với tao. Từ từ để con đi. Đi mày. Mọi người cứ ở đây đi đừng đi ông lạc chứ. Nhanh lên. Chị nhờ tí. Em đây chị. Đánh xe vào kho cho chị, xong bốc hỏng mẫu xuống nhá. Vâng. Chị lên họp tí. Chị cứ để em bốc cho. Thôi, đừng có ngoáy chân nữa. Thế nào? Tôi có thấy thằng bầu không? Hả? Cháu sao? Xuống thì xe chạy mất rồi. Ôi trời ơi, thế bây giờ làm nào chú? Thế bình tĩnh như nào. Này, thế cái điện thoại đâu, không biết đường mà gọi cho vợ. À đúng rồi, mày đánh dây thép cho nó. Chú gọi cho cô đi. Chú gọi nhanh lên. Quay lại nhờ cháu ở trên xe. Thôi, bình tĩnh chứ con này. Nào, cô nghe chứ chú. Nó bảo sao?
nó trả lời thế nào? Cô đã nghe chưa chú? Khổ quá, gọi cái gì đây, em đang họp. Vừa đi thì đã nhớ nhau rồi à? Thế nào? Có bầu không? Hả? Bầu á? Làm gì có bầu nào? Hôm qua bảo với anh là ba vạch còn gì nữa. Khổ quá, vạch biết cái gì? Là anh hỏi là có thằng bầu ở trên xe ô tô không? Ừ. Thằng bầu á? Ở ngoài xe á? Thế chờ em tí em chạy ra xe xem thế nào nhá. Xe vừa đánh xuống kho rồi. Kìa. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã. Em chạy ra xe xem thế nào nhá. Thế sao? Tôi không sao, đằng nào chả thế. Hả? Thế nào hả? Thế là sao? Anh bầu cho cháu. Thế nào chú? Vợ cháu bảo. Bảo gì hả chú? Thằng bầu không có ở trên ô tô. Ôi, thế nào, mà nó trả lời. Ôi, nói đằng nào mà anh bầu cho cháu ở trên xe làm nào. Anh bầu cho cháu đâu hả? Chú, anh bầu cho cháu đâu hả? Thôi. Quá nhỉ, nhỏ nhỏ cái bầu. Sao? Đằng nào chả thế. Này đi đâu được nhỉ? Chị. Em đang bốc hàng thì nhặt được cậu này ở trong thùng cát tông chị ạ. Bao? Mày có biết là ở nhà chú Lù với mọi người đang giáo giác để tìm anh không? Ai bảo nhốt cháu trong thùng, cho nên cháu phải ở cùng anh Thanh. Chị ơi, chính ra cậu này khá phết ấy. Vừa khỏe, thông minh, lại còn biết làm cả thơ nữa. Mà này, hay là chị xin xếp tổng cho cậu này ở kho làm với em, đỡ được bao việc đấy. Từ từ, để tính đã. Vả vật, nhà bao nhiêu họp, lỡ hết buổi việc. Bầu bầu, bốc bốc. Người thì nay nó chết rồi. Toàn gặp phải thằng dở hơi. Người tiếp theo. Anh à? Mời cậu ngồi. Cậu đâu? Nhà em trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong. Tên? Từ đó gọi tên mùa hoa muống biển. Tức là tên là biển? Dạ. Tuổi? Em vừa 18 tròn, đẹp như xuân sang, em người chiến thắng sức mạnh. Thôi! Bây giờ tập trung vào công việc. Vâng. Nghe tôi hỏi thế này. Dạ. Trước khi chuyển vào công ty, cậu đã làm đâu rồi? Nghề gì? Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời, hỏi rằng anh... Thôi! Khổ quá! Ở đây tuyển nhân viên kinh doanh, chứ không phải tuyển ca sĩ. Đi về! Theo em anh thì về. Theo em anh thì về. Này, có cái gì mà cậu ở Mỹ thế? Ông có thấy không? Tuyển nhân sự thì khó khăn, mà gặp toàn phải thằng dở hơi đấy. Cái vòng hồ sơ còn không qua chứ đừng nói là EQ với IQ. Ông thấy không? Bao nhiêu câu hỏi trách nhiệm tôi đã chấm xong đâu. Nhà bao việc đi. Ừ thì không sao, đằng nào mà chả thế. Để tôi trực hộ cho. Ông giúp tôi cái. Ừ. Nhà đang bao việc. Rồi, cứ đi đi. Sinh đi gặp toàn với thằng dở hơi đi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và kính thưa các cháu. Tình hình bây giờ là như thế này. Nếu mà họ nhà ta ấy, đến thẳng công ty để nộp hồ sơ thì chắc chắn là trượt. Chết, nó trượt, chết. Thứ nhất là bởi vì cả họ nhà ta ngoài cháu ra không ai có bằng cấp gì. Đúng rồi. Thứ hai là cả họ nhà ta lại cùng quê.
chắc chắn sẽ bị lộ. Thế làm nào? Đấy, chính vì thế cháu phải chia ra mỗi người một quê. Người thì có bằng tiến sĩ, người thì có bằng thạc sĩ, để cho nó khác nhau. Ví dụ như là cụ quê ở Bắc Ninh, cụ học tại Pháp và cụ là thạc sĩ. Cụ nhớ chưa? Nhớ rồi. Còn ông nhá. Ông làm sao? Ông là ông đang nghiên cứu sinh tại miền Đông nước Anh. Ông nhớ chưa? Hoành tráng thế cửa ấy. Còn mày, vợ bầu nhá. Dạ. Vợ bầu là học ở Hàn Quốc, là thạc sĩ. Cháu là thạc sĩ học ở Hàn Quốc, vâng không? Đúng rồi, nhá. Thế còn bà? Bà thì học ở Mỹ, nhá. Ôi dồi ôi, ở Mỹ. Rồi, thế còn đây, đáp án và câu hỏi thì con đã chuẩn bị cả đây rồi. Mọi người cứ nghe theo con. Đây, mọi người nghe theo con nhá. Như nào? Đây, câu hỏi 1 thì là đáp án 2. 1 là 2. Câu hỏi 2 thì là đáp án 3. 2 là 3. Chú ơi. Hả? Chú, cháu hỏi tí ạ. Ừ. Mình đã biết câu hỏi thế nào đâu mà có đáp án ạ. Khổ quá, mình không cần câu hỏi, cứ trả lời đúng như thế là được. À vâng. Đâu, hỏi lại nào. Vâng. Câu hỏi 1 thì... Là đáp án 2. Câu hỏi 2. 3. Câu 3. Thì là 4. Câu hỏi 4. 5. Câu hỏi 5. Là 6. Sai. Hả? Chú vừa bảo... Câu hỏi 5 thì lại quay trở lại đáp án 1. Câu hỏi 6 lại đáp án 2. Cứ như thế tiếp tục. Dễ như thế. Viết thế tôi cho luôn cả thằng vẹo, thằng vọ đi. Có phải là hay không nhỉ? Thôi cụ ơi, như thế này là con cũng đã khổ lắm rồi. Thôi nhá, mọi người cố gắng lên nhá. Đây là vì con biết trước đáp án chứ không thể là trượt hết đấy. Thôi mọi người tập đi. Tập này. 1, 2, 3, 4, 4 là 4, 4 là 5. Còn 5 là 1. Yo, yeah! Cái gì mà chê đấy? 5 là... Yeah! Rất tốt. Càng ngày chất lượng tuyển dụng của công ty ta ngày càng đi lên. Lần này còn tuyển dụng được cả những du học sinh ở các trường danh tiếng quốc tế nữa. Dạ. Leo Messi, có đúng không? Dạ, em cũng rất ngạc nhiên ạ. Tất cả các thí sinh đều đạt điểm tối đa. Tất cả nhân viên kinh doanh này đều do anh Lù quản lý ạ. Chào sếp, chào bác. Chào Mr. Lù. Xin chào tất cả mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Mr. Lù, trưởng phòng kinh doanh. May quá, chúng tôi đang mong anh. Các vị trí này giao cho anh Lù quản lý. Vâng. Hy vọng với lực lượng tinh nhuệ như thế này thì đội ngũ kinh doanh của chúng ta sẽ thành công lớn. Rất vui được làm quen với các bạn. xin phép bạn tôi bắt tay từ đầu này. Chào bạn. Rồi, vui quá. Chào bạn. Rồi. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Không dám. Chào anh. Vâng. Chúc mừng anh Lù đã có nhiều nhân viên mới ạ. Cháu. Nó bỏ tao. Vui quá. Đây, hoan hô. Đây. Ba bảy hai mốt nhớ 122, 8 thùng trên vai, 2 thùng cắp nách, trừ 1 cái thùng rách, còn 31 thùng. Cái chuyến cuối cùng là 15 kiện nhân 7, 615. Đang tính ông tung hỏa mù đấy à? Không tin thì tính lại đi. Ông đứng im đấy. Thiên tài. Này, gác đi gác nhưng đừng có ngoáy. Quen chân bố rồi. Buồn. Bố. Vợ thằng bầu đâu? Em đây. Em buồn quá. Sao mà cụ mày đang xây ở quê mà chúng mày không về được. Tao không về được. Ngẫm ra mình có lỗi với các cụ. Thế bà cụ nhanh ở nhà chưa xây à?
điếc à? Rồi bố bảo đấy, mà cụ đã xây đâu. Mẹ mày, bà mày gửi một mớ lạc với cả hạt mít cho đây này. Ôi giời, hôm nay ăn cho nó bùi mùi. Thế sao lại bùi mùi? Ăn cho nó bùi bùi. Bùi mùi. Chính vì thế tao quyết định hôm nay gọi tất cả chúng ta đến đây để chúng ta họp họ cù liên hoan nhân dịp tháng lương đầu tiên. Vỗ tay cái gì, vỗ tay bố ơi. Hả? Con xin phát biểu thế này ạ. Phát biểu đấy. Họ mình mà liên hoan ấy, theo con là mình sang phòng họp, chứ cái phòng này là phòng giám đốc. Mình họp ở đây về sếp thấy thì toi ạ. Cả họ nhà mày vất vả bao năm này mà không ý thương à? Chưa bao giờ được cái chỗ nào nó mở mày mở mặt, chưa bao giờ được vào một cái phòng hoành tráng thế này. Bây giờ hôm nay tao quyết định họp ở đây cho nó oách. Nhưng chồng con nói đúng đấy bố ạ. Này, nuốt đi xong nói. Họp ở đây rất chi là ban căng nhá. Chẳng may giám đốc mà về á là vỡ mồm cả lũ luôn. Nhưng mà cháu về rồi. Còn non và xanh lắm. Theo thông tin tuyệt mật bố mày biết nhá. Thì hôm nay giám đốc đi ký hợp đồng với đối tác to lắm. Còn lâu mới về. Thoải cái là mày quá đấy nhở. Vừa rồi nghe tiếng nói cười, bây giờ không thấy tiếng người nào đâu. Thiên sư mày. Ôi giời. Làm bố mày sợ. Bố, sao bố lại chửi tiên sư chú? Chửi tiên sư chú hóa là mình chửi tiên sư mình à? Ôi mày, làm cái gì mà giật cả mình vậy? Ôi, anh có việc gì anh gọi em triệu tập từ dưới kho lên đây. Kho bao việc. Bao việc không bằng cái việc này. Hôm nay họp họ ăn uống hoành tráng này, anh nhớ đến chú đấy. Em mà bận lắm, không như ở trên này đâu. Nè, thế thì mình nhà cô chú bận chắc. Cái nhà này chắc là dài. Mà cháu nói thật nhá, chú đen như chó. Cháu xin lỗi, ý cháu là cái hôm mà chú mà không quên trên xe thì có phải là ngày nào chú cũng được họp họ cùng họ nhà mình ở đây không? Vui như Tết. Thì bà cụ mày, cái hôm xây ấy, mày có về được đâu, tao cũng không về được. Đấy, bận như thế, bao nhiêu việc, anh bảo làm sao mà liên hoan được. Mà em đang cho nghiên cứu một cái nguyên lý theo cái phương án bơi đò để ứng dụng vào cái việc vận chuyển kho cho nó nhàn. Bố. Hả? Không có ý kiến. Mày làm sao biết tao nghiên cứu nguyên lý gì mà có ý kiến? Cái để cho nó nói. Hình như có tiếng thang máy. Tiếng gì tiên tiếp bên tai? Hình như là có bóng ai đang vào. Mời chị vào đây. Mời chị ngồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Đây. Rất xin lỗi về sự bất tiện này. Máy bay delay nên là tôi ký hợp đồng xong tôi sẽ phải bay vào trong Đà Nẵng luôn ạ. Công việc mà, tôi cũng nhiều lần như vậy. Đây, hợp đồng tôi đã thảo sẵn rồi. Chị xem đi rồi ký. Vâng ạ. Hơi bị quá. Không sao. Quá tang ba bận rồi đấy. Anh phải tôn trọng tôi một tí chứ. Vô duyên. Tôi không có ký tá gì hết. Sao lại có người như thế này nhỉ? Vừa ăn cướp vừa la làng. Bụng dạ mình như thế nào thì mình phải biết chứ.
Tức là hỏng bố được cả hợp đồng rồi. Ui giời. May mà mình nhuận chạc, nếu không là bị tóm sống rồi. May gì? Suýt vỡ bố đầu tao rồi này. Từ nông dân trở thành tỷ phú. Để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho con người. Hôm nay chúng tôi có mời đến đây chuyên gia bán hàng, diễn giả Đào Thẩm Du, người đã đào tạo hàng ngàn siêu thành công. Xin mời diễn giả. Có phải là điện thoại đâu mà nói đấy. Ok, con đi xem biết. Cứng lên đi. Thưa, trước tiên là tôi phải cảm ơn lời giới thiệu của đồng chí giám đốc. Nhưng mà thực ra cái lời giới thiệu của đồng chí là hơi quá lời. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Diễn giả cái gì đâu. Thực ra là tôi đến đây hôm nay là để nói chuyện. Như thế nó, cho nó thân mật và các vị ở đây cũng dễ hiểu. Xin lỗi diễn giả. Diễn giả có cần uống tí nước không? Cái giọng diễn giả có vẻ hơi khê. không sao. Nó là bản chất rồi. Mà kính thưa trưởng phòng kinh doanh Cù Văn Lò. Không, xin lỗi. Tôi là Lù Khu á. Không sao, xin lỗi. Kính thưa anh trưởng phòng nhân sự. Enosio, Mr. Park. Thưa diễn giả, tôi tên là Bắc, Việt Bắc, chiến khu Việt Bắc ấy ạ. Tức là anh là người Việt. Dạ vâng. Bắc dạ, Bắc dạ. Tức là phương Bắc. Dạ dạ. Phân Bắc à? Đúng ạ. Dạ. Tên rất thú vị. Thôi được rồi. Thực ra cái tên nó không quan trọng. Bởi vì người ta sinh ra ai cũng đã có một cái tên. Quý vị công nhận không? Không ai tự đặt tên được cho mình. Đúng không ạ? Bởi thế cũng không tự thay đổi được cuộc đời của mình. Thay đổi được tương lai của mình, không tự quyết định được số phận của mình. Chính vì thế, hôm nay tôi có mặt ở đây là để giới thiệu, diễn giải cho các quý vị ở đây. Phải công nhận ở đây tất cả mọi người ai cũng muốn mình thay đổi được số phận, tự mình thay đổi được số phận, thay đổi được tương lai. Và ai cũng muốn mình trở thành tỷ phú, có đúng không ạ? Vậy, tôi xin giới thiệu một số những cái bí kíp, người ta gọi là binh pháp, để có thể làm giàu trên con đường kinh doanh. Binh pháp. Tôi xin bắt đầu. Biết đi. Anh em ghi chép cẩn thận nhé. Binh pháp thứ nhất. Xin phép diễn giả, tôi có một chút việc gấp. Chúc mọi người có một buổi tập huấn thành công, đạt kết quả cao nhé. Chào mừng giám đốc. Chào giám đốc ạ. Chỉ là một cái đi ra thôi, cũng có rất nhiều cách. Có người đi ra một cách lén lút, có người tự dưng đi ra chả nói năng gì. Cũng có những người lấy lý do là tôi ra tôi nghe điện thoại. Có người thì lại tôi xin phép đi vệ sinh. Nhưng đây, giám đốc của chúng ta ra đi một cách đàng hoàng. Đi ra một cách đàng hoàng. Cái này không phải binh pháp, quý vị không cần để đi. Đấy. Chỉ đơn giản là một cái đi ra thôi, một cái động thái như thế thôi. Khác hẳn. Thank you.
map thứ nhất được gọi tên là như thể đã mua. Có nghĩa là gì? Chúng ta hiểu một cách đơn giản, tức là bắt người mua phải ở vào cái tâm thái là sẽ phải mua, bắt họ phải mua. Và chúng ta là người bán, chúng ta là người bán mà. Đấy, vậy thì thế nào gọi là như thể đã mua? Tôi nói ví dụ thế này: chúng ta ra ngoài chợ gặp một bà bán cá và chúng ta hỏi con cá này bao nhiêu tiền, lập tức bà bán cá nâng con cá lên, cầm con dao đập chát một phát, ôi con cá chết tươi. Và bà ấy bảo gì? Bà ấy nói gì? Như thể đã mua rồi. Chưa, cái này mới là cái quan trọng này. Bà ấy sẽ nói là: thế tôi mổ luôn ở đây hay là anh chị mang về nhà mổ? À, mua rồi. Hay không? Hay quá. Thú vị không? Thú vị. Anh chị sẽ phải mua. Sẽ phải mua. Sẽ phải mua. À, chị, mời chị vào xem hàng. Đây, trong này rất là nhiều các loại trà quý nhé. Mà đẹp như chị này, uống đảm bảo trẻ mười mấy tuổi, uống một tuần thôi, nó đảm bảo chị về chó cũng nhận ra chủ đó. Đẹp mịn màng, mọng mịn luôn nhá. Mà nó rất là bổ thận, mát gan này, mát phổi, tiêu độc, tiêu đờm này. Mà khỏi ho luôn. Chị mua cho chị ấy. Mà tôi mua cho chồng. Thôi chết rồi, chồng ung thư đúng không? Thế thì cực kỳ tốt, hữu hiệu trong việc chữa khỏi hết các loại ung thư. Ung thư phổi nhá, là kể cả ung thư đại tràng nhá, mà chữa được cả trí đấy nhá. Rồi, mọc cả tóc luôn. Thế cái này như nào? Cái này như thế. Đây. Rồi. Uống luôn đi mang về. Tôi có hỏi cái bình đi đâu? Hả? Có chứ, nhưng mà cái này là bình phát. Bình phát. Người ta nói là như thể đã mua. Vỡ rồi là phải mua. Thế tôi gói lại, tôi gói lại cho nên. Pháp phép cái gì? Thằng điên. Ok, đây. Cái điên gì? Không mua là điên đấy. Dở hơi à? Bỏ đi đâu ấy? Kiếm tiền khó lắm. Ấy chẳng dễ đâu. Nhà bao nhiêu việc. Ta vẫn phải đi. Đồng tiền mà chân chi. Cà phê mà tiếp thị này là đúng việc đấy. Nhưng thế mà say, kiếm tiền vất vả, giống như trò chơi. Ta yêu lao động, ta yêu cuộc đời. Bình phát thứ hai của tôi ở đây nó có tên là bán cho bạn đồng hành. Bán cho bạn đồng hành là gì? Nghe nó có vẻ hơi trừu tượng đúng không? Quý vị có thể hiểu một cách nôm na là gì? Bán cho bạn đồng hành tức là chăm sóc bạn đồng hành. Mà chăm sóc bạn đồng hành là gì? Chăm sóc bạn đồng hành là gì? Là bán cho bạn đồng hành. Đồng hành có nghĩa là người đi cùng. Khách hàng của chúng ta đi cùng một người nào đó, một nhân vật nào đó. Tôi nói ví dụ, một người mẹ đi cùng một đứa bé đến cửa hàng của các bạn. Việc đầu tiên các bạn phải làm gì? Mà tôi đặt ví dụ là người mẹ đó rất khó tính. Việc làm của chúng ta ở đây là phải chăm sóc đứa bé. Tức là bán cho nó đấy. Bán cho cái người đồng hành ấy. À, người đi là cùng. Chăm sóc đấy, người đi cùng ấy. Chăm sóc nó bằng gì? Ta đưa cho nó một cái kẹo chẳng hạn. Một cái kẹo mút. Hoặc một quả bóng bay. Hoặc một gói bim bim. Thằng bé lúc bây giờ sẽ ngồi yêu, ngoan ngoãn để cho mẹ đi lựa chọn đồ của chúng ta. Nếu như cũng vẫn người mẹ đó không đi cùng đứa bé mà lại đi cùng chồng của mình, mà bà ấy vẫn khó tính như ngày xưa. Cái này thì em hiểu ạ, em làm được ạ. Chị phải làm gì? Chăm sóc bạn đồng hành. Chăm sóc kiểu gì? Mình sẽ mình không thể nào mình sấn sổ bằng được. Tế nhỉ, anh đẹp trai quá, anh ơi anh vào đây anh ngồi uống nước, đừng đứng chờ ngoài đây giờ nó mưa. Cái này em làm được ạ. Cái này em hiểu ạ. Cái đấy. Này ngồi chăm xuống bình tĩnh. Rót nước mời anh ta để cho chị vợ thoải mái đi chọn đồ. À. Wow ạ.
vừa đẹp trai vừa ga lăng, giỏi việc nước đảm việc nhà. Anh đúng là một người đàn ông mẫu mực, một người đàn ông của năm. Anh rồi ôi, tại sao lại có người đẹp trai như thế này chứ? Có việc gì đấy ạ? Chị chờ em một chút ạ. Những người như thế này bây giờ còn đâu hả anh? Anh đúng là công dung ngôn hạnh. Anh ngồi xuống đây. Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Ôi trời, không sao. Trời ơi, làm gì mà mồ hôi một cây vã mỡ dạ. Ôi trời chết nhờ. Chị ơi, mồ hôi một cây vã mỡ thế này anh. Chị ơi, chị đến uống cà phê có việc gì thế ạ? Chị chờ em một chút ạ. Em đang chăm sóc bạn đồng hành ạ. Chị, cả chị nữa này. Bây giờ nhìn mặt chị mới anh thấy là cái tướng nó rất là phúc hậu này. Trời ơi, mặt đúng là mặt vuông chữ liền này. Mắt vượng mày ngài. Nhà chị là phải tu nhân tích đức lắm đấy. Mà có khi phải 8.000 chó không dám được một quả chồng diện như thế này đấy. Anh ơi, con điên này mới sáng ra vừa ba bản gì ấy. Cút. Em không làm gì đâu. Thằng này làm việc đi. Sáng ra mà có chuyện gì mà mỹ thế vậy? Hóa ra đây mới là chồng à? Sao chị không nói sớm? Bạn đồng hành. Con điên này, cút. Binh pháp thứ 3 của chúng ta ở đây là binh pháp 4B. 3B chứ nhỉ? Ừ, này, luôn. Phải phương pháp 3B rồi 4B. 4B là 2 tuổi. 2 tuổi. Ta ngồi bô. Ngồi bô. 20 tuổi thì ta có bồ. Bồ. 30 tuổi thì ta làm bố. Bố. Đúng không? 40 tuổi khi mà vợ bầu bí chẳng hạn thì ta lại có bồ. Hay. Năm 40 tuổi là hay nhất đấy. Còn đến khi 80 tuổi thì ta lại ngồi bố. Tôi ý kiến tức là thế gì? Theo quy luật là 100 tuổi thì lại có bồ, 110 tuổi thì lại được làm bố, xong rồi 120 tuổi thì lại được ngồi bố. Sống gì dài đấy. Ôi nhỉ, thế này mà trăm mấy thì sống dài quá mình lại có bổ à? Cụ nói à không, anh đồng chí nói đúng. Hay. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có bốn này, bốn nhưng mà chỉ có bốn này. Vậy thì bốn của chúng ta ở đây là gì? Bạn. Tôi nói ví dụ. Có một vị khách đến với cửa hàng của quý vị. Tại sao lại làm vậy? Ta phải tạo một cái không khí nó thân mật. Giới thiệu, anh tên gì, công tác ở đâu? Tôi là thế này, tôi kinh doanh ở đây là như thế này. Đại loại thì, tức là chúng ta làm bạn với khách hàng đã. Thế còn sau đó, đến bạn. Ta cứ bàn, tức là ngoài cái việc là chúng ta gọi là trao đổi, giải bày với nhau về mặt tình cảm thì cái bàn ở đây là bàn về mặt công việc để họ tạo một cái niềm tin cho họ. Quý vị hiểu? Thế đây là bàn. Thế còn ban? Ban ở đây là gì? Ban phước. Ban bố. Ban cho. Ban cho. Ban ở đây tức là ban phát. Ta cho họ một cái gì đấy. Ta cho họ một cái gì đấy. Tất nhiên là nó không thể nào mà bằng cái giá trị cái món hàng chúng ta bán được. Ta cứ bán. Niềm tin chưa? Cảm thấy yêu thương chưa? Yêu thương. Mua được chưa? Lúc bây giờ ta mới bán. Bán. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu luôn. Ai đấy? Úi giời. Bác mua gì? Giật hết cái mình. Không mua. Mình bán. Thế bác bán gì? Cứ bình tĩnh. Bước 1 nhá. Mình làm bạn. Trân trọng giới thiệu. Tôi là Vô. Bác Vô cái gì? À không. Vô đây là tên bình thường thôi nhá. Cụ trẻ, họ Cù, tên Vô. Sao lại là cụ trẻ? Cái đấy không quan trọng nhá. Thế vừa rồi là mình làm bạn với nhau rồi đúng không? Bây giờ là bước 2. Bây giờ sẽ là bàn nhá. Thế bác bàn cái gì thì bác bàn luôn đi. Để em còn bán hàng nhà em bao việc Tết nhất đến nơi rồi. Bình tĩnh. Tết nhất thì Tết nhất chứ. Bắt tay kia này. Xoay ra. Úi giời, cẩn thận. Ngã bây giờ đi. Này. Chắc là chồng đuối lắm đúng không? Hả? Đuối thì mới héo hon, mòn mỏi như thế này nhá.
nhưng mà không lo. Bây giờ sang bước 3. Bước 3 là ban. Tôi sẽ ban cho chị một viên thuốc làm sao mà để cải thiện vấn đề yếu sinh lý của chồng chị. Ui, cái gì đấy? Mày bảo ai yếu sinh lý? Em gọi anh đâu. Em bảo chồng chị này yếu sinh lý mà. Tao là chồng nó đây. À, anh là chồng à? Vâng, thì dạ. À mà tao nhận ra mày rồi. Mày chính là cái bọn đâm xe rủ tôi ăn rượu, đúng không? Anh, em nhận ra rồi. Em nhớ rồi. Này, hôm nay anh nhiệt tình quá, anh uống nhiều quá nha. Uống say à? Phải. Tao rất nhiệt tình. Vâng, anh nhiệt tình lắm. Hôm nay tao cũng nhiệt tình. Dạ. À thôi chị. Thôi anh bảo này. Hôm nay em xin phép. Dạ. Hôm nay nhà em nhiều việc lắm, cho nên là em không ở lại uống rượu với anh được đâu. Còn đừng đấy à? Đem con dao ra đây. Ôi trời ơi, anh ơi. Dạ. Ôi trời ơi, dạ đi. Tôi xin phép được trình bày cái binh pháp cuối cùng, binh pháp thứ tư. Nó có tên là, cái tên này cũng rất dễ hiểu thôi, làm cho khách hàng ngại. Nghe thì nó có vẻ hơi là hơi ngược đời. Nghe là tưởng ngứa. Bởi vì nếu mà ngại thì chẳng ai người ta mua hàng của mình cả. Đúng rồi. Có đúng không? Đúng ạ. Nhưng cái ngại ở đây ấy, nó lại có một cái tác dụng ngược lại. Khi mà ta làm đánh vào đúng tâm lý của khách hàng, đánh vào tâm lý của họ. Cái ngại ở đây là gì? Tôi nói ví dụ, quý vị mở một cái shop quần áo, khách hàng đến chọn, đương nhiên là bán quần áo mà người ta mua người ta phải thử chứ. Có đúng không ạ? Người ta thử. Vậy thì cái việc của nhân viên của chúng ta là gì? Họ sẽ phải làm một cái việc. Tất nhiên các chị đi mua quần áo ấy, không ai là vào mua một cái mà mua được ngay, có không ạ? Kiểu gì mà lại chả phải thử đôi ba cái. Đây là cái người còn dễ tính, vậy là ăn mặc nó cũng không phải là cầu kỳ lắm. Thế có những người, người ta vào người ta thử một lúc đến hàng chục, hàng mấy chục cái mới chọn được một chiếc, đúng không? Đúng không? Mà có khi là còn chả mua cơ. Đấy, thế thì việc của chúng ta là gì? Bắt kể cả những người khó tính nhất cũng vẫn phải mua hàng của chúng ta. Vậy thì ta đánh vào tâm lý của họ là gì? Tôi nói ví dụ rất đơn giản. Nhân viên khi mà khách hàng thử, em ơi lấy cho chị cái size L, ném cái áo ra ngoài, đúng không? Nhiệm vụ của nhân viên là dạ vâng ạ, thì lấy một cái đúng size L của chị ấy đưa qua cái phòng thử cho chị, đúng không? Thì xong lập tức phải nhanh nhanh chóng chóng treo cái size M lên, đúng không ạ? Nhưng đây không, chúng ta không làm như vậy. Ta sẽ dặn nhân viên cứ để cả đống đấy, để trước cái chỗ cái cửa phòng thay quần áo. Thật nhiều. Gom gom vào đấy. Để một đống vào đấy. Chất chồng chất đống. Sau đó ra, khách hàng mua thì không sao, nhưng nếu họ không mua, lập tức ta là chủ cửa hàng, ta phải ra quát mắng, tại sao lại để quần áo hàng hóa như thế này hả? Bừa bộn như thế này, nhầu như thế này, ai mua? Tôi đuổi việc. Cái tâm lý của khách hàng lúc bấy giờ thế nào? Hả? Ngại. Đúng không? Họ ngại cô bé kia bị đuổi việc vì mình. Đúng không? Họ ngại mà họ phải mua. Tức là mình làm cho khách nhục, thì là khách họ phải mua thôi, phải không? Thì làm cho khách nhục thì người ta làm sao mua hàng được? Không sao, đằng nào chả thế, miễn họ mua hàng của mình là được. Mua hàng cho full boss. Đấy cũng là một cách, nhưng mà cách đấy thì nó hơi láo cá. Nhưng đây là mình làm thật cơ mà. Mình làm thật ăn thật. Chứ mình không dối trá cái kiểu đấy. Nhưng mà đấy, quý vị nghe cái phương binh pháp đấy của tôi thì nào? Hay. Quá diện. Hay. Mình không hề bắt chẹt, mình không hề bắt cách phải mua, mà ta dùng một cái cách như vậy là đánh vào tâm lý, đánh vào cái lòng chắc ẩn của họ. Khách ngại mà phải mua. Đấy chính là làm cho khách hàng ngại. Làm cho khách hàng ngại. Cô vào uống nước. Nóng quá cho xin cốc trà nóng uống cho nó mát đi. Nóng thì cũng phải uống trà đá cho nó mát, sao uống trà nóng. Ok. Thế tớ uống hay đằng ấy uống nhỉ?
Người ta uống trà nóng ấy để cho vã mồ hôi ra, đón gió vào một cái mắt là vừa. Cho xin cốc nhá. Ờ, mình xin. Này, thế cho tớ hỏi thì cốc trà đá này bao nhiêu nhỉ? 3.000. 3.000 à? 3.000 một cốc, 10 cốc là 30.000, 100 cốc là... Thế thì bao giờ mới giàu? Không thể giàu được. Hôm nay nhá, may mắn của đằng ấy đấy là gặp tớ này, tớ mang tài lộc đến cho. Đây đây đây, công ty tớ bán cái sản phẩm này. Đấy, trong một hộp này nhá, có 9 gói mà có 45.000 thôi. Mình pha một gói ra là được 10.000. Đấy, tổng cộng mình đã có 90.000 rồi, trừ 45.000 tiền gốc là mình đã lãi gần 90 thôi. Cô tính cả gì mà lời ra từng đấy? Tính ở đâu thì không cần biết, vấn đề bây giờ ấy là phải thử, thử mới biết được cái độ ngon của cái sản phẩm này nó như thế nào. Đây này, tớ cho mình thử, thử miễn phí luôn, không mất tiền luôn, riêng cái tiền thử nhá. Đây, phải pha cùng với cả cái túi như thế này này. Đấy à, uống thử xem, uống thử xem. Đây này, còn bao nhiêu nữa đây này. Đấy, tiện đây nhá. Đây, tớ cho thử cả cái này nữa này. Không phải ngại, riêng hàng thử đã miễn phí mà lại. Tao có bao nhiêu đấy. Hàng thử mà, cứ phải thử nhiều nó biết được chất lượng. Đấy, uống thử đi xem nào. Đây, bóc hết rồi đây này. Ngon không? Ngon thật cô ạ. Ngon đúng không? Đấy, tôi bảo mà, ngon, ngon thì lấy. Bây giờ ở đây có 2 gói tôi đã bóc rồi, còn ở đây còn 4 gói nữa đấy. 2 cộng 4 là 6 gói, 6 gói 45.000 một gói, 6 gói là bao nhiêu không cần biết đâu, chứ phải lấy hết nhá, lấy hết nhá. Nhưng mà tôi bán trà đá, chỗ tôi bán cái trà này nó không phù hợp. Sao lại không phù hợp? Cùng là trà, cái này cũng là trà mà nó ngon hơn. Cho thêm đá vào nó vẫn là trà đá. Cùng là bán cho mọi người, chứ sao không bán luôn. Tiền ở đây ra chứ ở đâu nữa. Làm cái gì ra từ 90. Nhưng mà chỗ tôi bán trà đá, chứ bán cái trà nó không phù hợp. Thế buồn cười thế nhở. Từ nãy giờ người ta nó xùi bọt mép ra rồi, người ta bóc từng này sản phẩm ra rồi. Mà từ nãy giờ người ta đến đây, đến quán của mình, người ta uống cho mình cái cốc trà đá 3.000 này rồi, mà mình không mua người ta từng này sản phẩm mà. Người ta bóc, người ta mỏi tay, người ta nói xùi bọt mép ra thì phải mua cho người ta sản phẩm chứ. Từ nãy giờ nói không thấy ngại à? Hả? Tôi nói là không mua, đi chỗ khác để tôi bán hàng. Cô cầm đi. Sao cái gì? Này, với cái thái độ kiểu này nhá, chó nó mới đến. Tôi bảo đi chỗ khác thôi bán ạ. Không mua thì thôi, chứ không phải thì như thế này thì lỗ vốn hết cả rồi. Tiền khó lắm, ấy chẳng dễ đâu. Nhà bao nhiêu việc, ta vẫn phải đi. Đồng tiền mà chân chính, biết bao mồ hôi. Đêm dài mất ngủ, tiền ơi là tiền. Tiền ơi là tiền. Kiếm tiền vất vả, nhưng thế mà say. Kiếm tiền vất vả, giống như trò chơi. Ta yêu lao động, ta yêu... Các đồng chí, các đồng chí bán hàng như thế này thì các đồng chí giết tôi nhá. Ơ kìa, bọn em vẫn bán hàng tốt mà. Tôi không nói các đồng chí, mà tôi nói ở đây là tôi nói đồng chí. Tôi nói đồng chí Vập, tôi nói đồng chí Vồ và tất cả các đồng chí đi học ở nước ngoài về. Mà hôm nay đồng chí Linh đâu? Dạ. À, đồng chí Linh đâu? Dạ, báo cáo là tao thấy, à, tôi thấy là chị bán hàng không được, sợ quá ốm nhá. Khổ lắm người. Sáng thì ngủ, trưa thì nghỉ, đến lúc họp thì lại ốm như thế này. Sinh hoạt như sinh hoạt ở quê, như sinh hoạt ở làng xã thế à? Thế làm ăn chứ thì có chết được. Bây giờ các đồng chí nghe đây nhá. Tình hình kinh doanh của phòng ta rất kém. Mấy tháng nay hàng tồn kho thì rất nhiều, chất đống hết cả lên nhá. Khách hàng thì trả lại hàng toàn hàng quá đắt thôi. Đấy, thu không bù chi cho phòng chứ đừng nói gì đến công ty. Các đồng chí thử nghĩ xem như thế thì làm ăn làm thế nào. Dạ, báo cáo tao thấy, à, tôi là cũng cố gắng hết sức rồi đấy ạ. Dạ, thưa là làm đúng như là cái ông giáo sư gì ông chỉ đạo từng bước một đấy. Có hôm đứng chặn đường mà bán tại giữa đường ấy. Thế nhưng mà kết quả nó không được viên mãn lắm. Chặn người ta như thế thì làm như thế thì khác gì cướp. Khổ lắm. Lý thuyết cái ông ấy nói là như thế, nhưng thực hành thì mình phải áp dụng theo cách của mình. Cô đồng chí ạ. Giời, mệt thật đấy. Chúng tôi biết là công ty thiệt hại, nhưng mà có phải mình công ty đâu. Chúng tôi thiệt hại thế này, bị người ta đánh cho sấp chảy mặt mày thế này, ngã sấp cả mặt người thế này. Đúng rồi đấy ạ. Em gặp anh nói đúng đấy. Anh cái bố mày ấy. Ok. Dạ, đồng chí Vập nói đúng đấy ạ.
Mọi người ở văn phòng không thể hiểu được tình trạng bọn em ra ngoài hiện trường như thế nào đâu. Như hôm trước ý, em đã áp dụng đúng minh pháp là làm cho khách hàng ngại. Em bốc cả một đống sản phẩm ra như thế này này, thế mà khách hàng không hề ngại nhá, mặt cứ trơ trơ ra ấy, không thèm mua một tí sản phẩm nào. Đã thế nhá, còn đuổi đánh em tí nó chết đấy. May em chạy kịp. Tôi thấy mọi người có lấy quá lên chứ. Hàng thì tốt, dịch vụ thì tốt, chúng tôi bán suốt có sao đâu. Này, đừng có chọc gợi bánh xe nhá. Này, đừng có khắp nơi bỏ tay người nhá. Này, thích ma cũng bắt là ma mới không? Đừng có đánh bụi nào nhá. Bỏ ngay cháu nhá. Thôi, cái họ này lạ thật, cứ động một tí là loạn hết cả lên. Anh Nù, họ nào? Tôi không nói cái họ này, mà tôi đang nói cái phòng này, cái công ty này này, cứ động là loạn lên. Đề nghị mọi người tập trung vào công việc. Lắm. Chào sếp. Anh ngồi đi. Hôm nay có cái gì mà sếp trịnh trọng thế? Được rồi, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện nhé. Rót rượu đi em. Xin mời. Mời sếp ạ. Úi giời, ngon quá. Anh Lùn này, tôi đang nghiên cứu hồ sơ, toàn là những du học sinh và những người lãnh đạo cốt cán. Tôi e rằng là chúng ta đã xếp nhầm chỗ họ. Môi trường và văn hóa Việt rất khác với nước ngoài, đặc biệt là vấn đề thị trường. Có thể anh nên cân nhắc lại, không thì rất phí nhân tài. Thực ra thì... Nhưng mà thôi không sao, đằng nào chả thế, tôi sẽ cho họ nghỉ việc. Sao lại vội vàng thế? Biết đâu lỗi không phải do họ. Đúng rồi, lỗi không phải ở họ đâu ạ. Thế tức là lỗi tại tôi à? Nhưng mà thôi không sao, đằng nào chả thế, tôi là trưởng phòng kinh doanh, tôi phải chịu trách nhiệm. Sếp yên tâm, tôi sẽ chỉnh đốn. Có nghĩa là nếu không chỉnh được là tôi đốn luôn. Chứ để tình hình kinh doanh như thế này tôi sốt ruột lắm. Anh Lùa, anh lo một thì tôi lo 100, 1000 lần á. Sếp không phải nói nhiều, tôi sẽ chỉnh đốn. Sếp uống đi. Được rồi. Sếp yên tâm. Vâng, mời sếp. Alo. Ngày mai chị sát hạch lại nhân sự giúp tôi nhé. Đặc biệt là những du học sinh ở nước ngoài về á. Ok, ok sếp, sao đấy? Có chuyện gì về anh? À không, anh cứ gọi điện tiếp. Alo. Cứ thế nhé chị nhé. Rồi, cảm ơn chị. Nào, anh ăn đi. Ủa sao thế? Không. Chào các cô. Đi làm nào? Phải bình tĩnh nhá. Ngồi tao no lắm. Để. Em cũng no. Mời các anh chị ngồi xuống. Các chị ạ, Atlantic Five Star không chỉ là trung tâm đào tạo ngoại ngữ uy tín mà còn là nơi đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhân tài cho các công ty, các tập đoàn. Hôm nay tôi nhờ các anh chị ở đây kiểm tra, test lại đầu vào và bố trí các vị trí cho phù hợp. Bởi vì tôi thấy các anh chị khai trong CV là đều đã từng học ngoại ngữ ở đây. Thì do cái thằng cháu Lù nó bảo là cứ điền bừa vào. Thế rồi nó tra cứu ở trên internet, thấy cái chỗ trung tâm nào nó uy tín thì nó ghi danh vào đấy thôi ạ. Anh!
Này, đồng chí cụ. Cụ đồng chí. Tại sao đồng chí lại có thể nói như thế? Thưa đồng chí giám đốc, đây, đồng chí xem, anh nói rất vô trách nhiệm. Theo tôi như thế này, không cần phải test nữa, mà mình cứ đốn luôn đi cho nó đỡ lộ đồng chí ạ. Anh sợ lộ cái gì? Ý tôi là đốn luôn đi cho nó đỡ mất thời gian. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh. Có lẽ là tôi với anh nên ra ngoài để cho khách quan. Thế nhưng mà... thôi không sao, đằng nào mà chả thế. Vâng. Chú chẳng mắt ra chứ. Xin chào các anh các chị ạ. Chào cô giáo ạ. Ở đây chị nào là chị Linh ạ? Em ạ. Nghe nói là chị đã học qua Firestar. Firestar là cái gì ạ cô giáo? Thế là chị không biết tiếng Anh ạ? Biết để làm gì ạ? Không ạ. Có ạ. Nhưng mà là vì học lâu quá rồi nên là em quên đi ạ. Giống kiểu bây giờ em mà hỏi cô giáo là cô giáo có thể đọc 7 hàng đẳng thức đáng nhớ thì cô giáo có đọc được không ạ? Cái này học lâu rồi thì làm sao mà tôi nhớ được? Đây, thế nên là em học tiếng Anh lâu rồi, thế nên là em quên. Nhưng mà tiếng Anh nó khác. Tiếng Anh nó là những cái câu giao tiếp cơ bản. Thôi được rồi, để tôi test người khác. May quá, vâng. Cảm ơn cô giáo ạ. Hello, everybody. Hello, Messi. Tốt ạ. Where are you from? Này, cô bảo ai lòi giom này ạ? Tôi cứ bị chớm tí anh á. Cô ăn nói cho cẩn thận nhá, test thì test rồi, đừng có mang cái chuyện cá nhân người ta ra mà chọc máy như thế. Đúng rồi. Nó nói tao. Thế là ở đây các bác không ai biết tiếng Anh ạ? Ồ hay. Cô giáo nói chuyện buồn cười nhỉ. Hỏi các bác có biết tiếng Anh không? Các bác thì cần gì biết tiếng Anh, biết tiếng bác là được rồi. Đúng là như thế nhá. Bác biết tiếng bác, cô biết tiếng cô, chị biết tiếng chị, anh biết tiếng anh, em biết tiếng em. Làm sao mà trộn lẫn lộn vào với nhau thế được? Có tôn ti trật tự. Thế có mà lộn tung mà. Thế là hỗn. Tôi chịu các anh các chị đấy. Với trình độ thế này thì làm sao mà đạt KPI được? Cây KPI là cái gì? Cây đấy có ăn được khổ quá, để con giải thích cho. Có muối dưa được không? Khổ quá, cái KPI nó giống như là cái cây dưa leo như mình ấy. Nó giống cái cây Lekima ấy. Có đúng không ạ? Không, cái cây đấy là dòng họ nhà chè. Dòng nhà chè á? Dòng chè. Này cô giáo, có phải dòng họ nhà chè không? Cây chè. Tôi biết giải thích với các anh các chị thế nào bây giờ. KPI là từ viết tắt của từ Key Performance Indicator. Nó là chỉ số trong việc đánh giá hoạt động hiệu quả của công việc. Thì cứ nói bố là hiệu quả công việc. Còn KPI, sốt ruột, danh gì à? Anh nhỉ? Cảm ơn các bác. Sau cái màn test vừa rồi thì tôi không hiểu lý do tại sao các bác lại dám mạnh dạn ghi là đã từng học ở Firestar. Như vậy thì mang tiếng cho chúng tôi quá. Và bây giờ tôi cũng biết lý do tại sao các bác không thể bán được hàng như lời anh Tồn đã nói rồi ạ. Tại vì là trung tâm nổi tiếng quá, thế nên là chú Lù mới mượn tên. Nó bảo là cái ghi vào, nó bảo cái điền vào. Thời buổi này mà không biết ngoại ngữ thì khác gì mù chữ đâu ạ. Tôi xin phép ạ. Cô giáo ơi, không biết thì dạy, làm gì mà căng ấy. Dạy ù đi 1-2 tiếng là người ta biết hết đấy mà. Căng đấy. Dạy chỉ phút mốt là biết thôi mà. Anh Lù, chị Lý đã trao đổi với tôi rồi. Báo cáo sếp, đã đến nước này thì tôi xin nói thật. Xin trân trọng giới thiệu với sếp. Đây là cụ trẻ tôi, kia là ông trẻ tôi, kia là bà trẻ tôi, kia là cháu tôi. Dạ, tất cả đều là người làng, chả có ai du học, du viết gì đâu ạ. Nhưng mà thôi thì, vì hoàn cảnh đặc biệt cho nên tôi phải nói dối. Hay lắm. Anh định biến công ty trở thành dòng họ cho mình hay sao? Vâng, không. Thích làm thì làm, thích đưa ai vào thì đưa. Cậu bác. Dạ. Cậu là trưởng phòng tổ chức nhân sự mà cậu làm ăn tăng trách như thế này à? Dạ, lỗi là do em xin lỗi ạ. Cậu phải đặt cái lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu chứ. Thế cậu tổ chức phỏng vấn để làm gì? Nào là đạt điểm cao, nào là đi du học về, nào là có kinh nghiệm, như thế là thế nào hả? Dạ, thưa sếp, quả thật là em có phỏng vấn mọi người thật. Ai cũng trả lời đúng, chỉ thi thoảng có 1-2 câu sai sai tí này thôi ạ. Vài câu sai và đạt điểm tối đa. Dạ. Báo cáo sếp, lỗi là do tôi. Tôi đã nhờ cậu Bắc này nâng điểm.
thế mà cũng làm được à? Dạ thưa sếp, chẳng qua là em thương đồng nghiệp đêm hôm vất vả sửa điểm, chứ em không có động cơ gì đâu ạ. Báo cáo sếp, tôi nhờ cậu Bắc nâng điểm là để tạo phúc ạ. Hơn nữa đấy là do chỉ đạo của cấp trên. Bác kìa, cấp trên nào chỉ đạo cậu? À, ý tôi cấp trên ở đây tức là không phải là cấp trên ở trong tổ chức của mình, mà là cấp trên ở quê tôi. Dạ, là cụ tôi, là ông tôi, là cháu tôi, là cấp trên của tôi. Tôi không thì dũng được nổi nữa rồi. Ngày mai anh Lù, anh Bắc cùng Tam huynh tứ đệ viết giấy nghỉ việc. Dạ thưa sếp. Dạ, dạ báo cáo giám đốc. Tất cả mọi chuyện này là tự tôi nghĩ ra. Ai làm người đấy chịu. Không liên quan gì đến thằng Chắt Lù nhà thôi. Nếu có gì giám đốc đuổi việc tôi, chứ đừng kỷ luật cháu nó tội nghiệp. Không bố ơi. Dạ báo cáo sếp ạ. Có đuổi việc thì đuổi việc tôi ạ, chứ không liên quan đến thằng cháu Lù đâu ạ. Thực ra là ở quê chúng tôi là không có việc, cho nên là mới nhờ thằng cháu Lù nó xin cho. Chứ có việc thì chúng tôi cũng chẳng muốn lên đâu ạ. Sếp ơi sếp, sếp tạo điều kiện để cho chúng em được đi làm ạ. Sếp giàu như thế thì vài đồng lương của chúng em có đáng là gì đâu ạ. Cũng như là ăn thêm bát thêm đũa mà sếp. Với lại là báo cáo giám đốc, bọn em cũng đã cố gắng hết sức rồi, chứ có phải lười biếng gì đâu ạ. Họ nhà anh Lù lý sự hay lắm. Đây là cụ Cù Văn Vập, từng làm việc ở Pháp. Dạ vâng, nhưng là Pháp Vân. Còn đây là cụ Văn Vồ, đã từng du học ở miền Đông nước Anh. Ừ, giờ báo cáo sếp là hình như là lỗi do ông đánh máy đấy ạ. Nó đánh thừa cái từ miền nước, chứ thực ra là em cũng học trường tiểu học ở bên Đông Anh ạ, chứ không phải là miền Đông nước Anh ạ. Thế còn chị Nguyễn Thị Linh? Dạ. Đã từng đi Hàn Quốc? Vâng ạ, em đi Hàn Quốc thật mà. Cái hồi mà em chưa lấy anh bầu ấy ạ, mỗi ngày là em phải hàn được chục cái ạ. Mà nếu mà vào vụ ấy thì mỗi ngày có khi em phải hàn đến 100 cái ạ. Thế còn chị Thương, chắc là cũng học ở Mỹ Đình chứ gì? Dạ thưa sếp. Chị Linh. Dạ. Tại sao khi tôi phỏng vấn chị lại bảo chị có rất nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo người lái đò dẫn mọi người đến bến bờ thành công này thế nào? Dạ vâng ạ, thì em lãnh đạo chồng em bao nhiêu năm nay mà. Với lại là báo cáo giám đốc, nhà em làm nghề chèo đò thì phải chèo lái con thuyền đến bến bờ thành công chứ ạ. Nếu mà không thành công, khách lộn cổ xuống sông thì chết hết ạ. Đấy. Thế còn anh Vô? Dạ. Tại sao khi tôi phỏng vấn anh lại bảo anh có nhiều năm đứng vị trí cao, làm trụ cột cho những cơ sở như là sở văn hóa, sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng, thế là thế nào? Đúng ạ, thì đúng là em đứng ở trên cao em làm ạ. Sao bây giờ thành ra thế này? Thì em làm phụ hồ, thợ xây, em đứng ở trên giàn giáo, có nghĩa là em làm trên cao ạ. Còn em đổ bê tông, có nghĩa là em làm trụ cột. Thế là ông giết tôi rồi đấy ông Lù ạ. Thôi, tôi quyết định sa thải toàn bộ các anh chị. Pháp có quốc pháp, gia có gia quy, công ty cũng cần phải có những quy định, chế tài không thể bừa bãi như thế này được. Dạ thưa sếp, chấm mắt rồi chưa? Lù ơi, cụ xin lỗi Chắt nhá. Chỉ vì cụ mà Chắt bị liên lụy vạ lây. Thôi thì không sao, đằng nào chả thế, về quê là cùng cái gì. Thôi đưa cụ với ông bà với cháu rồi chào sếp rồi mình đi về. Vĩnh biệt giám đốc. Dạ. Báo cáo sếp ạ, báo cáo trưởng phòng ạ. Có anh trưởng phòng bên mua, anh Mr. B bên tập đoàn lớn, anh muốn gặp và trao đổi để mua toàn bộ sản phẩm chè của mình ạ, để làm nguyên liệu thạch matcha, và anh đang chờ dưới phòng khách ạ. Cái gì? Mua toàn bộ sản phẩm à? Dạ. May quá, đích thân tôi sẽ ra đón tiếp. Thế thì mình đi thôi nhỉ? Dạ anh Tồn ạ. Em chào cô. Anh ạ. À, cô đến đón anh Lù và bầu đoàn về quê hương à? Dạ không ạ, em muốn nhờ anh một chút việc ạ. Ôi tôi mệt mỏi lắm rồi, chính anh Lù nhà cô là người chỉ đạo. Dạ em biết là như thế, nhưng mà em cũng xin anh là cho anh Lù nhà em thêm một cơ hội nữa thôi ạ. Tại vì dù sao thì cũng cả một quãng thời gian rất dài anh ấy cống hiến cho công ty, chẳng lẽ chỉ vì một cái lý do như vậy mà anh lại sa thải? Hôn 3 năm dại 1 giờ, có phúc mà không biết hưởng thì cũng đành thôi. Anh ơi, anh cho em đi về thôi, tất cả là lỗi tại tôi. Không sao, đằng nào chả thế nhá. Anh muốn cười thế nhở? Sai thì mình sửa, cả đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Anh cứ xin anh ấy thêm một cơ hội thì có làm sao đâu. Thôi
Tôi không có thời gian nhé. Xin lỗi, tôi bận tiếp khách nhé. Ơ, dạ, anh ơi. Khách của anh có phải là trưởng phòng mua của một tập đoàn lớn đúng không ạ? Sao cô biết? Sếp em ạ. Công ty cô. Vâng ạ. Ui, dạ, đây ạ. Xin chào. Bầu. Good morning, sir. Alexi. This is Mr. Tôn. Rất vui được gặp anh Tôn. Hôm nay thời tiết hơi nồm phải không? Thì cũng có thể. Xin mời anh vào phòng tôi, chúng ta cùng trao đổi. Xin mời. Dạ, xin mời ạ. Này, chú Bầu. Dạ. Ông hỏi đây. Dạ, dạ. Nó là thằng Bầu nhà mình không ạ? Vâng, đúng rồi, Bầu. Bầu nó là lệch bi. Ôi, nó chả thấy vợ nó phản ánh gì cả. Ấm. Sao lại lệch bi? Không phải lệch, mà là Alex B. Bây giờ Bầu là sếp của cháu rồi. Bây giờ đi giao dịch với khách hàng là phải lấy tên tiếng Anh Alex B cho nó đại tiện quá. À, ra không phải cho nó thuận tiện ạ. Rồi, này, tao hỏi nhá. Thế tại sao mà đổi tên thành B với cả làm sếp của mày? Mà sao không thấy vợ chú ấy nói gì hả? Đúng rồi, mà bà trẻ không hiểu là chú Bầu chú ấy làm thế nào mà chú ấy thăng tiến kinh thế. Ui bà ơi, nhiều khi đến con chả hiểu là tại sao lại thăng tiến nhanh thế cơ mà. Dạ. Đùa đùa thế nào? Chuyện là thế này ạ. Sau cái hôm mà thằng Bầu nó bị để quên trên xe thùng của con, thế là nó ở lại công ty luôn. Nhưng mà được cái hăng hái, chả nề hà việc gì, sắn quần ngắn áo, lao vào, bốc vác đồ từ trên xe vào trong phòng công ty. Mà được cái ngày xưa là có cái công tác để treo đò, thế là quen với cái việc bốc vác, mảnh trần khỏe lắm mà. Bốc đâu ở đấy gọn gàng ngăn nắp lắm. Thế là anh em công ty phấn khởi quá, mới xin với lãnh đạo là cho ở lại công ty, làm ở trong kho. Rồi là lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện để cho đi học nâng cao nghiệp vụ. Là đến một cái ngày đẹp rời và trẻ ạ. Chính là cái hôm mà kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Thế là có một cái chương trình gọi là văn hóa doanh nghiệp về năng khiếu thơ ca hò vè. Thế là thằng Bầu nhà mình cũng được giải nhất trong cái đêm gala dinner luôn. Khá quá, ý giỏi thế mà. Dạ, sau cái hôm đấy là được cất nhắc lên cái chức gọi là thủ kho. Thế rồi là thường xuyên là thay mặt cho công ty đi giao dịch với khách hàng, đấy đi mua hàng và gọi là phát tâm từ thiện ở những cái tỉnh gọi là vùng sâu vùng xa và đồng bào núi ạ. Bao ngày em ước em mơ thạch ngon củ rẻ bất ngờ tới đây. Hỡi em má đỏ hơi hay ăn thạch nó sẽ lất lây trong lòng. Thạch này vừa mặn vừa trong vừa thơm vừa ngậy chờ mong tháng ngày. Trẻ em ăn thử thạch này thông minh học giỏi cô thầy mến yêu. Không có nơi nào bình yên như quê cha, nơi có dòng sông bao la tình mẹ. Một ngày con đi xa lũy che làng, dịu dàng hướng quê như níu bước chân về. Con đã đi xa hơi ấm mẹ cha, con đã đi xa hương lúa chiền đê, con đã đi mùa thấy hương bưởi mới. Ngoài là khỏe, ngoài là nhanh, lại còn cả may mắn nữa ạ. Mới tuần vừa rồi thôi, có cái ông trưởng phòng mua đấy ạ, ông ấy già, ông về hưu, thế là thôi Bầu nhà mình lên luôn. Chết trẻ đấy ạ. Vâng, chết vâng, trẻ vâng, này vâng, rồi, vâng, vâng. Thằng này là may hơn khôn rồi này. Vâng. Một người làm quan là cả họ được nhờ tốt rồi. Vâng. Ủa? Đã nhờ được cái gì đâu? Thấy mình nhờ dân. Cô ơi, thực ra nói là yếu tố may mắn nhưng mà chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng ấy, thằng Bầu nhà mình rất chịu thương chịu khó. Cô ơi, học ngày cày đêm nhá, vừa bốc hàng này, vừa trông kho này. Đấy, thì xong rồi lại còn đi học đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Nói chung là nhiều khi thấy nó vất vả mệt mỏi. Cháu cũng thương nhá. Cô ơi, đầu tiên cháu thấy ngạc nhiên đấy. Nhưng mà cái thằng này nó thành công là nó có cơ sở của nó. Ngày xưa mỗi lần mà nó trèo đò chở cháu về chỉ sợ nó lừa. Đấy không phải là nhà cháu lừa, mà là nhà cháu thông minh. Cháu nói thật, nhà cháu là cũng phải học ngày cày đêm thì mới được như thế này đấy ạ. Này, dạ? Mà tại sao nó thành đạt như thế mà mày không nói gì với mọi người là sao? Anh bảo là bao giờ phải thật thành công thì mới được nói. Đây, nói đây. Tôi đã bàn với Mr. Tồn là tôi mua toàn bộ trà của NT vì trà rất thơm ngon và chất lượng. Hay quá Bầu ạ. À quên, hay quá Mr. Alex B ạ. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng tôi phải về quê rồi.
Nhưng mà thôi không sao, đằng nào mình chả thế. Công ty bán hết hàng là chúng tôi đỡ áy náy là vui rồi, có phải không? Thưa đồng chí giám đốc, trước khi họ cù chúng tôi đi về thì xin phép giám đốc có ý kiến thế này. Dù sao thì tôi cũng đã làm ở đây nhiều năm rồi, nên chúng tôi muốn xin cái logo của công ty về để làm kỷ niệm. Không sao, tôi cũng đã xin phép Mr. Tồn là cho mọi người về quê ăn Tết, sau đó lại quay lại làm việc bình thường. Có lên, nhưng chỉ có anh Lù làm việc ở văn phòng thôi. Còn những người không có trình độ, chuyên môn thì chúng tôi sẽ bố trí làm ở dưới phân xưởng. Vừa không phải chịu áp lực về doanh số, lại vừa phát huy được sự dẻo dai, sức khỏe, rồi phát triển dần dần nhé. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo chức của mình. Thì bố còn nhỏ được gì nữa. Báo cáo giám đốc, tôi có cái bình rượu cây tầm gửi gạo, vâng, rất là ngon, bà nhà tôi ngâm lâu lắm rồi. Hôm nay tôi xin biếu giám đốc để tỏ lòng biết ơn. Cho dù là không được làm trên này nữa, nhưng mà sau Tết chúng tôi được làm dưới quân trưởng nhà máy là cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn giám đốc ạ. Cảm ơn. Tầm gửi cây gạo có hai loại. Một loại thân nhỏ ở dưới, không có giá trị gì cả, chỉ quen hút chất dinh dưỡng của cây thôi. Một loại thì ở trên tầm cao của cây gạo, rất có giá trị. Nhưng mà rất tiếc, loại này lại ở bên dưới. Tôi hiểu. Giám đốc cho tôi mượn lại cái bình rượu. Cái bố. Vâng, mời cô. Sao lại đòi lại của sếp? Anh làm gì? Biết cái gì? Anh làm gì? Để tao xem. Anh xem gì? Xem tao ở đâu trong cái đám tầm gửi này. Anh nhỉ? Mà này. Dạ. Tao thấy có cả chúng mày trong đó. Giám đốc nói như thế là chúng tôi hiểu rồi. Họ nhà cù chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành cây tầm gửi sống ở trên cao, chứ không phải là cây tầm gửi sống ở dưới đất. Có phải không ạ mọi người? Nhất trí. Thôi, bây giờ mọi người về nhà ăn Tết, sang năm để lên nhận công việc mới. Không sao, đằng nào chả thế, không phải đâu.